mình cũng phải danh, cũng phải lợi, cũng muốn nổi tiếng gì, nhưng mà cái này gọi là emergency, khẩn cấp, SOS 911, quá trời hội xe, bao nhiêu tôn giáo, cao đài hòa hảo, đủ sơn kỳ hương, tất cả những nhà tiên tri Notre Dame hay là Venga, whatever, trên thế giới và bao nhiêu kinh điển cũng đều nói cái ngày thành lập của nhân loại. Mà cái ngày đó là người ta nói là cái dời, nói dời, thật sự ở trên có dời lại một cái chu kỳ dài 3 năm, nhưng mà bây giờ là tới rồi đó, bắt đầu bây giờ cho tới năm 2020 là tới chắc chắn. Sau khi cái thời thanh lọc á, là tất cả những người mà còn sống lại á, 1000% sẽ được diện kiến Phật Di Lặc, một vị giáo chủ mới ra đời, đó là trong khoảng năm 2021. Thì bây giờ tôi chỉ nói là như những người nào á, có chồng có con có vợ nên tốt lẫn nhau, nghe là làm gì được cứ làm, không biết ngày mai á phải không, người còn người mất. Thứ hai á, cái gì nói á, là phải giữ chữ đồ ăn lại từ đây tới năm 2020. Mà nếu mà lời tao nói, mà nếu mà qua năm 20 mà không sử dụng những cái đồ ăn thức uống đó đó, đem nó đây tao trả tiền lại hết, tao bảo đảm. Lần này tao nói tiền, tao chưa từng nói cái này, tao ra anh ti, tao sẽ trả tiền lại nếu mà ai mua đồ dự trữ mà hút năm 20 mà không có sử dụng. Thì chuyện trước tiên là phải tốt với nhau, để khi mà mỗi người, những người mà không được phước ở lại á, người mà được ở lại á, thì cũng bệnh lần mòn. Thì lúc đó đó, trong lúc mà internet xuống, cứ niệm Phật, mình nhớ nghĩ về đỉnh đầu thì được trở về cõi thiên đàng, còn nếu không thì chuyện đó không biết. Cái còn lại là chiến tranh nó thể xuống từ ở bên Middle East, Trung Đông. Khi bên đó xảy ra rồi vậy đó, thì bắt đầu nó lan qua tới Bắc Hàn, nó lan qua tới South Sea China, Biển Đông của mình. Rồi đến khi nó qua tới Tàu đánh không lại, vậy Tàu cầu cứu Nga, cả Nga Tàu đều tiêu hết. Nước Mỹ cũng sức càng gãy gọng, chứ không cũng không có tốt lành gì. Cho nên tất cả những người Việt sau này của mình á, ở đây á, mình tạo lên Thiên Long Sơn để mà trụ lại một số người Việt để đoàn kết. Chứ còn con rồng cháu tiên, dòng giống bách Việt từ ở miền Bắc nước Tàu mà bị người Hán mà nó đuổi dài cho xuống, cho tới qua Campuchia, qua Lào, qua Thái Lan, qua Miến Điện. Rồi hiện bây giờ một số 100 bộ lạc của Bắc Việt vẫn còn nằm lãng giãn ở sống lãng giãn ở vùng Quảng Đông, Quảng Tây. Thì gán mà nhớ về cội nguồn của mình để mà hợp lại nhất. Còn cái hiện tại này nè, thì những người nào mà làm ăn bớt lại, chỉ lo gọn lại những cái gì mình đang có thôi, bớt bỏ vốn ra, thủ tiền, thủ của, đồ ăn nước uống. Quan trọng nhất là gia đình, con cái, vợ chồng phải đối xử tốt nhau, tại vì chỉ còn gặp nhau không đầy bao lâu nữa rồi sẽ chia tay. 2 năm mà không có lâu đâu. Người nào dư trữ đồ ăn nước uống mà không sử dụng á, mà nếu mà hút năm 2020 mà không ấy thì cứ đem lên Thiên Long Sơn, sao bồi tiền lại. Hôm nay lời khuyên chỉ là bớt làm ăn, lo về mặt tâm linh, lo gia đình, lo niệm Phật, nghĩ đỉnh đầu, không cần phải đi vô chùa chiền hay là đi tùm lum để mà gây thị phi náo nhiệt. Chỉ cần ở nhà tự nghe kinh, nghe giảng rồi niệm Phật, rồi sẽ chờ đến ngày đó. Thì hôm nay là giống như
the last message, phần cuối cùng rồi. Ở trên không có về hồi, đã về hồi một thời gian rồi. Thì những gì mình biết với cái tâm từ bi chứ không có gì ngã mạn hay là phải chưa nói chuyện phung lung, không có chủ vấn đề gì hết. Cứ là chiêm nghiệm đi, tin thì tốt, còn không tin thì cũng đừng cười xấu. Năm 2018 tới 2020 từ World War III, đó những lời cuối cùng của mấy người dạy đầu xuân nhân xuống đó. Chúc mọi người năm mậu tức gia đình vui vẻ, con cái ngoan ngoãn, người không biết tu thì bắt đầu nghiên cứu, người biết tu thì tu thêm, người tu giỏi quá thì lựa đúng thầy. Tại tu càng giỏi càng giáo điều càng cứng, cho nên phải uyển chuyển, không nên phân biệt tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, hồn ai nấy giữ, chuyện ai nấy làm, ai làm nhiều nghiệp phước thì được nghiệp tốt phước, sau này khi thời khi gặp được Phật Di Lặc rồi thì lúc đó sẽ hiểu. Còn ai mà làm không được phước thì giống như mình nói lại, cái thế giới nó sẽ không có hòa hợp với những cái tầng trường có nhiều trường, thì những chờ cho đúng thời cơ của cái quả địa cầu này trở lại thì mới quay trở lại được, có nghĩa có thể cả hàng tỷ năm đó. Thôi đầu năm chúc mọi người vui vẻ, năm mới mình không muốn làm mọi người buồn, chỉ mong những lời chia sẻ độ cơ một chút để mà giúp đời, vì cái lòng từ bi thấy tới nay mà không nói thì cũng không được, hôm nay cũng không có lần đầu tiên nói chuyện này.